À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài gia đình của người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và xin chào tái ngộ cùng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ miền Bắc Cali. Xin chào tất cả và xin chào anh Hoàng Bách. Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên vắng đâu có 2 tuần mà người ta hỏi nhiều quá nghe anh Duyên. Bây giờ thì thưa anh và thưa quý thính giả, bây giờ thì chúng ta tính đến ngày hôm nay đó thì chúng ta chỉ còn có 14 nữa ngày nữa là tới cái ngày bầu cử. Bây giờ bên hai đối thủ đó, ông Donald Trump kể cả bà Harris đang dồn dập, nghĩa là có bao nhiêu của cải là đánh tới nơi tới chốn luôn, tung ra tung đòn. Bây giờ thưa anh và thưa quý thính giả thì cái tin trong cái cuộc bầu cử năm nay đó, có cái tin nhưng mà vui đó là ở miền Nam Cali là chúng ta có anh luật sư Derrick Trang ra ứng cử. Cho tới bây giờ thì chúng ta thấy là cái tình hình của anh Derrick Trang có vượt qua bà Michelle Steele. Đây là cái tin vui đó anh. Và một cái tin vui nữa là chúng tôi có một người ở ngay ở từ Đồng Nai, một doanh nhân buôn bán đồ xây cắt mới vừa tới ở Hoa Kỳ ngày hôm qua, tức là bố của một người bạn, một người bạn trẻ, ông gọi tôi mới vừa gọi sáng nay, cho nên trễ với anh Duyên đó là vì nó gửi lời tham luật sư Duyên và muốn gặp ngay chúng tôi. Anh nghĩ biết sao, những người ở trong nước mà họ ra ngoài này để họ này có dịp để mà họ ăn mừng chiến thắng, không biết là cái sự ăn mừng này có đúng hay không, nhưng mà chắc chắn là sẽ có ăn mừng. Chiến thắng đó là bà Harris sẽ thắng cuộc. Anh thấy một người từ trong nước mà quan tâm tới cái tình hình của Mỹ, theo dõi những cái chương trình đầu gầy cuối bãi của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, hoặc là chương trình Người Việt Channel, chương trình Hoàng Bách vân vân, và thì anh thấy một người trong nước mà quan tâm, huống hồ chi người ở hải ngoại, phải không anh Duyên? Và cái đó là cái một cái điều nó rất là ấm cho những anh em như là anh Hoàng Bách hay tôi làm việc. Trở lại cái vấn đề Derek Trần, đây là một cái điều ấm nè, là chúng ta biết Derek Trần là cái người dân chủ, nhưng mà khi nhìn thấy ra được cái sự việc đó thì ở tại cái cộng đồng người Việt ở Nam Cali, ở bên ngoài cứ nói là ô đó là cộng đồng nó nghiêng về đảng Cộng Hòa vân vân và vân vân, nhưng mà khi nhìn ra vấn đề, khi thấy là cái bà Michelle Steele đã tấn công người ta một cách bừa bãi và nói là đây là Việt Cộng đó, thì cái sự phẫn nộ đó trong cái cộng đồng người Việt bây giờ xóa bỏ cái chuyện mà phe này phe kia đứng cùng với nhau để mà ủng hộ Derek Trần, thì cái đó là cái điểm son của cộng đồng người Việt Nam Cali ở cái khu vực 45 đó, thì rất là quý. Rồi còn vị thính giả đồng ở ở Việt Nam, Đồng Nai, một người trong nước mà lắng nghe anh em chúng ta hải ngoại, cái điều đó lại là một cái niềm vui khác, là cho thấy rằng là mặc dù cách nhau nửa vòng trái đất, hai cái kiểu sống khác nhau, hai cái thể chế khác nhau, nhưng mà cái nền tảng của tự do, của dân chủ, của thượng tôn luật pháp, nó vẫn nằm tiềm tàng ở đâu đó trong con người. Cho nên khi mà sở dĩ nghe cái tiếng nói của người Việt Channel của đầu gần cuối bãi, mà người ta mà những người đồng bào của chúng ta trong nước đó, một là lắng nghe, và nếu có dịp, thậm chí dĩ nhiên cái đây đây là cái thực tế nè, đi qua Mỹ là đi vì cái business riêng, vì cái công việc riêng của người bạn đó, nhưng mà kèm theo nói rằng tôi cũng qua đây bởi vì tôi muốn chia cái niềm vui với nước Mỹ và với thế giới, trong đó có Việt Nam. Tất cả những câu đó nghe thì nó nhẹ lắm, nhưng mà cái ý nghĩa nó rất là sâu. Cho nên cũng mong rằng là anh Hoàng Bách, hôm qua cái cách trình bày của anh đó, anh chia sẻ lại là anh em chúng ta, người Việt Channel, đầu gần cuối bãi và những diễn đàn khác mà có tiếng nói của anh em chúng ta đó, chúng ta trân trọng, chúng ta trân quý và tận đáy lòng xin cảm ơn rất là nhiều. Quay trở lại. Dạ, vị khán thính giả này có tên là Lê Công Thiện. Thì thưa anh và thưa quý thính giả, chúng ta biết là ở miền Nam Cali trong cái chủ nhật vừa rồi đó có biểu tình hỗ trợ cho anh Derrick Trang. Cái cuộc biểu tình nó khá đông đông, trên 300 người. Đây là cuộc biểu tình, người ta nói là trong những ngày gọi là gần đây, trong những năm gần đây đó, đây là cuộc biểu tình lớn.
Thì bên kia đó họ biểu tình bên 300 người, những người Việt Nam mà hỗ trợ cho bà Michelle đó, vào có khoảng 25 người. Sau đó họ bỏ dặn còn là mười mấy người, nhưng mà họ nói là tôi bỏ bà Michelle là vì Cộng hòa thế này thế kia. Nhưng mà sau đó một hai ngày thì chúng ta là thấy có hội đồng liên tôn ở Hoa Kỳ là mời bà Michelle Steele tới để mà bàn tưởng ban cho bà một cái bằng ban thưởng báo người Việt có đăng, mà chúng tôi quên ghi lại cái điểm này. Thì đây là những cái người mà có một ông linh mục, ông là linh mục Văn, và cùng với ở người ở trong nước là ông Thích Không Tánh. Ông Thích Không Tánh thì chúng tôi có liên lạc hồi trước trong cái hội đồng liên tôn chúng tôi cũng rất là quý, nhưng mà sau này mới biết là năm nay ông đã 80 tuổi rồi mà kêu gọi còn hỗ trợ cho Donald Trump, và ông này đó tặng cái bằng băng khăn cho bà Michelle Steele. Cái điều này nó nói lên là những người này đã đâm sau lưng chiến sĩ, đâm sau lưng anh luật sư Derrick Trang. Đây là điều đáng trách phải không thưa anh? Mặc dù họ là tôn giáo, nhưng mà tôn giáo đây đã lợi dụng cái thời cơ để mà hỗ trợ trong cái giai đoạn tranh cử chỉ còn 2 tuần lễ nữa mà đưa ra bằng băng khăn. Nếu mà ai có lên báo người Việt, chúng tôi quay để cái hình của ông linh mục đó, thưa thưa luật sư Diệp. Luật sư nghĩ thế nào về vấn đề này? Nó cho thấy rằng là cái câu ở Việt Nam của chúng ta đó là trong nghề thì không có nghề xấu, chỉ có người xấu mà thôi. Về vấn đề tôn giáo cũng vậy, nó không có đạo xấu, chỉ có người xấu mà thôi. Cho nên sư với cha ở ngay tại chỗ mà anh Hoàng Bách đang sinh sống đó, cũng có hai cái ông thầy chùa, một ông là Thai Long, một ông là Huyền Vịt. Mà tôi nói là cái thằng Vịt thì nó hôi lông, mà thằng Long nó hôi vịt, mà bây giờ chắc nó chui đâu tôi cũng không biết nữa. Còn cái tay mà Không Tánh, mày năm nay 80 tuổi rồi, Không Tánh chứ còn có tiền. Thằng tôi rất là thật sự, mà tôi có dịp tôi sinh hoạt với những vị sư và những vị linh mục mà những người đàng hoàng ngồi nói chuyện với nhau là nói chuyện đạo, nó ra đạo. Tôi có thể tôi ngồi tôi nghe các thầy, tôi nghe các cha đó nói về Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh Tân Ước, tôi cũng có thể tôi ngồi tôi nghe nó những cái người mà gọi là chân tu đó nói về thế nào là cái không, thế nào là thiền, thế nào là cái ý nghĩa, cái tinh nghĩa của đạo Phật. Nhưng mà tôi ngồi lại những cái tay như Không Tánh này, tôi sẽ nói là cái mặt của mày, tuy là mày nói là mày Không Tánh chứ tao bảo đảm là mày có tiền đó. Thành ra tôi có cái tính ngạo mạn, mà cái ngạo mạn của tôi đó là tại vì đối với tôi cái title là giáo sư, là tiến sĩ, I don't give a damn. Tôi coi coi cái nhân cách của anh nó tới đâu. Thành ra chính tại vì như vậy mà cái câu chuyện của tôi với mọi người, tất cả mọi người, cho dù là đó là một người phu quét đường hay là một người chỉ giữ cổng ở sân trường thôi, tôi trân quý ghê lắm, là bởi vì cái nhân cách. Còn khi nói mà tôi là tiến sĩ, tôi là sư, tôi là cha, rồi tôi là từng là bộ trưởng, mà cái nhân cách không có, thì tôi cũng sẽ nói thẳng, tôi nói với cái nhân cách của ông chứ tôi không nói tới cái địa vị của ông. Nghề nào cũng có người tốt người xấu, địa vị nào cũng có người tốt người xấu, thưa anh quay trở lại. Dạ vâng, tiếng nói của anh Duyên rất là ảnh hưởng. Anh biết là có hai người, một hai ông tiến sĩ. Một ông tiến sĩ là Nguyễn Văn Lương và một ông tiến sĩ là Mai Thanh Triết. Mà khi anh Duyên nói đó, thì cái đài đó họ bỏ cái ông đó hết đi lên dấm lên đài đó rồi, thưa anh Duyên. Anh thấy là tiếng nói của anh rất quan trọng không? Một ông tiến sĩ ở thành phố chúng tôi nói rằng là dân số trên thế giới này có 8 tỷ, mà ông Bill Gates và ông Fauci đó muốn ra cái vaccine để giết bớt 3 tỷ còn 5 tỷ. Ông này bỏ chạy luôn, không lên đài nữa. Rồi ông Nguyễn Văn Lương, tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, tay này nói dốc, nói trên trời dưới đất. Mà ông này đó nói là bà Kamala Harris chỉ biết nằm ngửa thôi. Thì nghe anh Duyên với một số người nữa tấn công, tay này cũng bỏ chạy luôn. Thì anh thấy là tiếng nói của anh có hiệu quả đó chứ. Giờ không phải là tiếng nói của tôi có hiệu quả, mà cái sự thực và cái nhân cách nó có hiệu quả. Tôi chỉ nhờ tôi nói lên cái sự thực, tôi nói lên cái nhân cách mà cái hiệu quả nó đi xa. Cũng giống như cái thằng Nguyễn Xuân Nghĩa, từ lâu rồi tôi đã biết thằng này nó là thằng điếm,
một thằng điếm được rõ ràng như vậy thôi. Mà tôi nói nó bắt đầu nó ra nó nói là nó giải ảo rồi nó bán đứng mặt trận cho nó nói là mặt trận là âm mưu giết người vân vân và vân vân. Tôi không nói tới nó là tại vì thôi thì kệ nó một một cái thằng đực nó đi kiếm cơm mà. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó nó nói lên cái nhân cách mà nếu mà không có dập nó đó thì cái nhân cách của cái cộng đồng của chúng ta coi như là bị ảnh hưởng mà. Cho nên tôi dập những cái đứa như thế không phải là vì tôi ghét những cá nhân đó, nhưng mà tôi phải nói lên một điều. Cộng đồng của chúng ta deserve, chúng ta xứng đáng những gì tốt đẹp hơn nhiều mà. Thành ra mỗi một lần tôi lên tiếng nói rất là nặng nề. Tại sao tôi nói lên cái tiếng nói nặng nề? Nhìn lại những cái đất nước mà cũng tương tự cái hoàn cảnh như chúng ta, nhìn ở bên Á Châu đi. Tại sao Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan cũng trải qua những chiến tranh mà bây giờ họ vươn lên gọi là ngang hàng với thế giới là bởi vì cái tư cách quốc dân của họ. Còn trái lại Việt Nam của chúng ta, từ lúc mà cái đảng Cộng sản ra đời, từ lúc mà Hồ Chí Minh gọi là đi giết người, đi hãm hiếp gái mà vẫn trở thành ra anh hùng dân tộc đó, thì đây là cái lời không phải là lời của tôi. Đây là lời của cụ Vũ Đình Huỳnh, một người đã từng cộng tác với lại Hồ Chí Minh. Và Vũ Đình Huỳnh nói với con mình là nhà văn Vũ Thư Hiên, nói rằng ở tại chỗ này nó xảy ra một cái tội ác, mà cái tội ác này nó sẽ tiêu diệt cái đạo đức của dân tộc trong một thời gian dài. Nội tôi nghe cái câu đó nó thấm, dĩ nhiên tôi lặp lại không phải là nguyên văn như vậy, nhưng mà cái ý nghĩa nó là như vậy. Nó thấm một cái thời gian dài. Bây giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn, tất cả những cái người mà làm trong cái guồng máy của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu mà muốn ngoi lên nó chỉ có gian dối, chỉ có lòe bịp, chỉ có nói cho lọt cái lỗ tai của các cấp trên thôi thì họ sẽ lên. Và chính vì vậy mà nước Việt Nam của chúng ta giàu thì thật là giàu, là tại vì toàn là một cái lũ lưu manh như thế. Còn nghèo, những cái người mà đàng hoàng, những ông thầy giáo, những cô giáo, những cái người công nhân mà chân chính đi làm đó thì nghèo, thật là nghèo. Chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy. Cho nên hỏi rằng là tôi tại sao mà mỗi một lần mà tôi nói với những con người, về những con người, tôi không có ghét những cái cá nhân của Hoàng Đức Nhã hay là Nguyễn Xuân Nghĩa, những cá nhân không quan trọng. Những cái mà mấy ông rải độc vô trong cái cộng đồng Việt Nam nó mấy ông đánh là gọi là làm hại cái tư cách quốc dân của chúng ta đó, cái đó là tôi phải tấn công. Mà nhờ, tôi xin lỗi, nhờ cái sự thực mà tôi nói ra. Cho nên bây giờ đó, cái hiện tượng mà tiến sĩ dởm ở trong cộng đồng Việt Nam, nó mấy thằng tiến sĩ mà cái kiểu như tiến sĩ Đỗ Thùng đó đi ra mà nó mới vừa nói tôi là tiến sĩ là người ta dập vô mặt liền, tiến sĩ Nguyễn Lương là người ta dập vô mặt liền, tiến sĩ, hoa hậu, những cái hiện tượng bệnh hoạn của cộng đồng Việt Nam. Tôi mong rằng tất cả cùng nhau chúng ta góp tiếng, chúng ta nói cho nó ra lẽ, là bởi vì nếu mà muốn xây dựng lại một cộng đồng Việt Nam hải ngoại mà có nhân cách, có tư cách, thì chúng ta phải nói lên sự thực. Và nhờ như thế mà tiếng nói của chúng ta mới vang vào trong nước. Và nếu mà cái tư cách quốc dân của chúng ta mà ngon lành đó, thì nói theo cái lời của nhà cách mạng Lương Khải Siêu khi mà bút đàm với Phan Bội Châu đó, nói rằng là quy quốc không có lo không có ngày độc lập, mà hãy lo quốc dân không có tư cách độc lập. Trên danh nghĩa Việt Nam bây giờ là một nước độc lập, mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó làm cho cái tư cách quốc dân của chúng ta nó tàn mạt tới mức độ nói là độc lập, mà mỗi một lần tôi nhìn thấy chủ tịch hay là thủ tướng Việt Nam mà đi ra trên thế giới thấy nó rất là hèn, thấy nó rất là tồi. Quay trở lại bên Bắc. Anh vừa có nhắc tới ông Hồ Chí Minh. Nhiều người quốc gia cho rằng là tại sao những người cộng sản họ thần thánh quá ông Hồ Chí Minh, gọi ông Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Thì có một diễn giả của chúng tôi trên đài này, chúng tôi anh có nói như thế này: nếu mà nói so sánh Donald Trump mà những người Việt cho rằng là một người giáo chủ, một người gọi là giáo chủ, một thiên sứ, một tà phái mà vẫn đi tôn sùng, còn người Việt Nam ở trong nước họ đề cao ông Hồ Chí Minh, ít ra họ là người Việt Nam đấy, còn có thể thông cảm được, nghĩa còn có thể tha thứ được.
Huống hồ chi là một người bên này nhân danh là tiến sĩ, là thế này thế kia, là cựu quân nhân, là sĩ quan, là bộ cựu bộ trưởng, mà đi theo một cái anh tà giáo mà nhiều người trên thế giới này cũng biết. Và đây là cái sự đấu tranh giữa dân chủ và độc tài. Anh nghĩ cái sự so sánh này có khập khiễng hay là nó cũng khá chính xác thưa anh? Nó tương đối nó có phần chính xác, tức là, nhưng mà ít ra là cái thời của Hồ Chí Minh á là cái phương tiện truyền thông nó không có, và phải nói luôn vì cái phương tiện truyền thông không có đó cho nên những cái tội ác mà Hồ Chí Minh làm đó chúng ta không biết, chỉ có đưa lên dàn dựng ô đây là một cha già dân tộc vân vân và vân vân, thì lúc đó chúng ta dễ bị đánh lừa. Còn bây giờ thì nó khác ở cái chỗ này là truyền thông nó đầy dẫy và Donald Trump nó lên trên truyền hình đó, nó mở miệng ra nó nói những cái lời mà chúng ta không có cần phải đi xem báo, cái lời nghe lời xuyên tạc vậy đó, từ miệng của Donald Trump, từ những lời mà nó nói về những cái chuyện làm ăn của nó, rồi nó nói về phụ nữ, nó nói về đứa con gái ruột của nó làm đủ thứ hết đó. Như vậy mà vẫn có những cái con người cho tới giờ phút này vẫn ca tụng Donald Trump, thành ra cái khác biệt là cái khác biệt đó thôi. Bây giờ cái phương tiện truyền thông nó dễ lắm, chỉ cần muốn tìm hiểu về Donald Trump, Google một cái nó ra sạch bách hết. Cho nên nói về hai cái hiện tượng mà thần thánh hóa Hồ Chí Minh và cái hiện tượng thần thánh hóa Donald Trump, nó có một phần tương tự đó. Nhưng mà cái khập khiễng là với cái lượng thông tin bây giờ mà chúng ta có mà vẫn còn thờ Donald Trump, cái đó tôi phải nói đó là những người bị bệnh hoạn về tinh tâm thần rồi. Những cái tên như Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Văn Khanh, Mai Thanh Triết nó bệnh cả lũ rồi. Cho nên nó có một cái mà điều mà đây là cái điều mà tôi mà nhận xét nè. Tôi nói là bây giờ nó chia, chúng ta cảm thấy nó có cái sự chia rẽ nó lạ lắm. Mình thành ra đi hướng nào cũng bị kẹt hết đó. Nó, nếu mà đội thằng Trump lên đầu đó thì cũng mất bạn, nhưng mà mất cả luôn cái tư cách, mất cả luôn cái danh dự, mất cả luôn cái con người. Còn chửi Donald Trump đó thì cũng mất bạn, nhưng mà ít ra giữ được cái nhân cách, giữ được cái con người, giữ được cái bản sắc của chúng ta. Quay trở lại. À, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên là nếu bây giờ cái điều kiện đó quý vị phối kiểm rất là dễ kiểm kiểm chứng lại là thấy ngay, bởi vì Donald Trump trong những ngày vừa qua như là thứ bảy vừa rồi đó tuyên bố những cái điều rất là tệ hại, dùng ở danh từ thô tục mà nói tới nhiều của quý của người đàn ông nữa, thì quý vị mà nói không những là ngồi trong cái bàn tiệc hoặc là bàn nhậu 5-3 người thì được, mà nói cả hàng 5-7 ngàn người mà công khai nói như vậy, nó đánh giá thứ nhất là người đó là lãnh đạo. Nếu mà ra ứng cử, ông thắng cử, ông là lãnh đạo của nước Mỹ, mà có thể nói lãnh đạo của thế giới tự do. Lời không được lời bằng thước ngọc thì ít ra phải nói cái gì để cho sinh viên, học sinh, con em của chúng ta học hỏi, giống như là một cái mô đồ để chúng ta đi theo. Thì đằng này anh này tới càng ngày đó hình như là cái bệnh càng gia tăng. À, luật sư thấy trong những ngày vừa qua ổng tuyên bố làm người ta nghĩ là ổng không phải là một người mà lớn để ra ứng cử nữa, là như là một đứa trẻ lên 5 lên 7, thì luật sư nghĩ sao? Không phải là những ngày vừa qua. Tôi đã nói, tôi theo cái thằng Donald Trump này, sở dĩ tôi gọi nó bằng thằng bởi vì không thể nào có một cái chữ gì khác để nó nói đúng về cái thằng này trơn á. Bây giờ hỏi nè, lúc đứa mình là một người cha, đứa con gái là con gái ruột của mình, vậy mà lúc đó 15, 16 tuổi, lúc đó 17, 18 tuổi, đi phỏng vấn, đi 4 năm cuộc phỏng vấn khác nhau, bây giờ những cái clip đó nó còn đầy ở trên mạng hết trơn á. Hỏi rằng là hai cha con, ông nghĩ là ông hợp với con gái ông thế nào? Nó nói một cách nghĩa là mình nghe cái giọng thôi đó là mình thấy nó bệnh nặng rồi. Tôi hợp với con gái của tôi về sex. Hỏi cái câu đó, nghe cái câu đó mà những thằng như Nguyễn Văn Khanh, Hoàng Đức Nhã vẫn còn đội thằng Trump lên đầu thì chúng ta nghĩ như thế nào? Và không phải là cái chuyện đó không, từ đại học ma rồi tới từ thiện ma rồi tới lường gạt thiên hạ rồi tới trốn thuế,
một năm một thằng nó nói nó là tỷ phú mà nó hãnh diện nó đóng 750 đồng, và trong 15 năm trời dài như thế nó không đóng đồng nào. Mà thằng Hoàng Đức Nhã nguyên là cựu bộ trưởng dân vận dẫn đội thằng Trump lên đầu, thì hỏi rằng là những cái người những cái cá tính đó, tôi không có, một lần nữa tôi không có, cá nhân tôi không có ghét gì Hoàng Đức Nhã đó, mà những cá tính như vậy mà thí dụ đội thằng Trump lên đầu thì Hoàng Đức Nhã với Nguyễn Văn Khanh làm ơn shut the fuck up và đội ở nhà đi. Đằng này lên đài để nói chuyện tầm bậy, nói chuyện tầm bậy tới mức độ mà trong một cái cuộc phỏng vấn của Hoàng Đức Nhã với một nữ ký giả Việt Nam, mà vừa nói xong nó ở dưới cộng đồng, những cái người cộng đồng trong cộng đồng chúng ta nghe, người ta chỉ nói lên những cái lời thật thôi đó. Mà tôi lúc mà tôi đọc những cái lời đó thì đâu có khoảng chừng 58 59 người góp ý thôi, mà gần như là 56 người đã chửi nát Hoàng Đức Nhã hết rồi, vậy mà nó vẫn trơ trơ cái mặt đó ra. Rồi những cái thằng như thằng Nguyễn Xuân Nghĩa đó, những cái đứa như vậy mà tôi nói những cái lề thói đó mà chúng ta không nói, có nghĩa là chúng ta chấp nhận, chúng ta chấp nhận rằng là cộng đồng của chúng ta cứ lắng nghe những cái lời mà nó stupid, nó đốn mạt tới một cái mức độ đó, thì đó mới là cái vấn đề. Cho nên quay trở lại hỏi rằng là Donald Trump có phải là chỉ có mới mấy tuần qua không? Nếu mà anh Bách nhớ lại, trong mỗi một chương trình của chúng ta cứ tuần nào cũng có những cái điều buồn cười về cái thằng Donald Trump đó. Tôi là đi ra tranh cử tổng thống không có ai nói gì cái chuyện tàu chìm dưới điện giật cái đó, mà tôi đứng ở trên tàu mà lỡ mà cái tàu nó chìm, cái cục bơ, cái bình điện đó, cái battery nó lớn lắm, rồi có con cá mập nó đang lao tới, bây giờ tôi đứng trên tàu để cho tôi bị điện giật thôi, hay là tôi nhảy xuống để cho cá cắn, thì tôi thà là tôi chịu điện giật chứ còn tôi không thích cá cắn đâu. Thành ra cái thằng đực diện nó khoái là bị điện giật chứ nó không có chịu cá cắn. Tôi hay đùa những cái điều điểm đó. Nói về Donald Trump, đây là một cái thằng người mà thằng người này nó không có đuôi, cái thằng này là cái thằng orangutan, một cái thằng khỉ mà nó không còn đuôi hay là gì đó thôi, chứ còn thằng này nó không phải là thằng người ta. Đi ra tranh cử mà toàn là nói những cái chuyện tồi bại, là nào là cho cái ông đó, trời ơi, nghĩa là nếu mà ông người ta tắm chung với ổng mà người ta bước ra, người ta nói unbelievable, thằng này nó bị ám ảnh rằng là hình như cái bộ phận của nó có vấn đề hay sao đó. Mà tôi tin là nó có vấn đề thật, là chính Stormy Daniels cũng nói mà, nghĩa là sau khi mà gọi là ân ái mây mưa với Donald Trump đó, thì cũng là unbelievable. Quay trở lại. À, nhiều người đã nói rồi, nếu anh coi trong cái chương trình của bà Stormy Daniels mà nói chuyện chúng tôi quay ổng để những cái nắm á, thì nó là hỏi hỏi cái nắm nào thì bà chỉ cái nắm nhỏ nhất. Có lẽ là vì người đó bị mặc cảm cho nên khi nói đó, để chứng tỏ là mình không có cái tình trạng đó. À, anh nói cái ông review hả, ông review trong cái kỳ mà vận động sơ bộ với Donald Trump đã ví ông Trump là nhỏ bé đó, thì ông Trump bị cái mặc cảm đó, cho nên bất cứ lúc nào thuận lợi đó ông chứng tỏ là mình cũng hùng dũng, tướng to lớn mà, cho nên hùng dũng. Bây giờ trở lại, có bây giờ gần tới ngày bầu cử thì nó xuất hiện, nó lộ rõ cái chân tướng của mỗi người, cái cá tính của mỗi người. Thưa anh, trong những ngày vừa qua đó thì chúng ta biết là Elon Musk là đã hứa là trước cái đây nó mỗi tháng cho Trump là 45 triệu, nhưng mà khi kiểm chứng lại là không có, nhưng mà gần đây đó thì mới cho là trong cái kỳ vận động tranh cử của Trump tính cho tới bây giờ là ông cho được 78 triệu. À, thì thưa anh và thưa quý giả, trong những ngày ông đi vận động với ở Pennsylvania với Trump, và ông cố đưa tạo ra lấy cái thế, ông về những ai cử tri nào mà ở bãi tiểu bang chiến trường đó mà nếu ký tên trong một cái hợp đồng mà là trong cái giấy đó mà nói là thực hiện hai cái tu chính án số 1 là tự do ngôn luận, tu chính án thứ hai là tự do mà tự do dùng súng đó,
thì ông bốc thăm, ông sẽ thưởng cho 1 triệu đô la và cũng có một hai người đã được rồi. Thì ngày hôm qua thì chúng ta thấy là ông thống đốc của tiểu bang Pennsylvania, ông nói là ông cho bộ tư pháp của Pennsylvania điều tra đây có phải là sự mua chuộc không, bởi vì trong luật pháp của Hoa Kỳ, trong cái vấn đề bầu cử đó, mà lợi dụng tiền bạc để mà có thể nêu lên cám dỗ cử tri bỏ phiếu hay vận động cho ai đó thì nó vi phạm. Xin anh có thể giải pháp về luật pháp, ông Elon Musk có vi phạm không thưa anh? Bây giờ luật của tiểu bang Pennsylvania và dĩ nhiên các cái tiểu bang chiến địa thì chắc cái luật mà gọi là xen gọi là lũng đoạn cái bầu cử đó chắc là những cái luật đó cũng giống nhau và luật liên bang cũng thế. Nhưng mà cái hành động của Elon Musk đó nó có tới cái mức gọi là lũng đoạn bầu cử hay không? Đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Cho nên ngay bây giờ tôi chắc chắn rằng những bộ tư pháp của liên bang và bộ tư pháp của các tiểu bang họ họ đang nhìn vào, nhưng mà cái kết quả chưa có, bởi vì hành động của Elon Musk nó không có đen, nó cũng không có trắng. Họ nói là hoàn toàn vô tội thì cũng không có hoàn toàn, mà hoàn toàn có tội cũng chưa đủ đủ cái yếu tố. Cái lý do là khi mà Elon Musk á nói rằng cứ mà ký vào cái bản kiến nghị đó, nói là ủng hộ cái tu chính án số 1 và ủng hộ cái tu chính án số 2 thì sẽ được 47 đồng. Bên cạnh được cái 47 đồng đó lại còn thêm được một vấn đề nữa là đưa vô cái danh sách xổ số, mà nếu trúng số đó thì được thêm 1 triệu. Tất cả những cái điều đó chỉ nếu mà chỉ là đơn thuần nói rằng là tôi tuyên bố tôi ủng hộ tu chính án số 1 và tu chính án số 2 thôi á thì nó chưa có phạm tội. Cái kẹt là để mà qualify, để đủ điều kiện mà tham gia cái cuộc chơi của Elon Musk á, là nói rằng là phải là một cái người đã register to vote. Nói như thế là đã kèm theo cái điều kiện đó, mà kèm theo cái điều kiện đó có nghĩa là đang kèm theo cái điều kiện anh mà anh muốn giữ cái này là anh phải register, thì có sẽ có những người là người ta chưa có register, người ta chưa có ghi danh đi bầu, nhưng mà vì nghe cái dụ dỗ của anh, người ta lập tức người ta đi ghi danh đi bầu, thì cái đó nó bắt đầu nó vượt qua cái phạm vi là hình sự, là tại vì luật nó nói rất là rõ, nếu mà trả tiền cho một người để yêu cầu người đó là ghi danh đi bầu hoặc là yêu cầu người đó đi bầu rồi đưa tiền cho người ta đó thì cái đó là lũng đoạn bầu cử. Cho nên ngay giờ phút này thì chúng ta chỉ biết rằng các bộ tư pháp của một vài tiểu bang và có thể là bộ tư pháp của liên bang nữa, họ đang nhìn vào cái case. Và nếu mà nhìn vào cái case thì họ sẽ thu thập cái bằng chứng và dựa trên những cái bằng chứng đó để xem là Elon Musk đã vượt quá cái mức độ để mà bị tội hình sự hay không. Thì cái phân tích của tôi về pháp lý là như thế, cho nên chưa biết. Một còn về cái mặt bầu cử mà nói hỏi rằng là liệu Elon Musk làm những cái điều đó đó có gọi là moi được một số phiếu nào hay không? Phải nói rõ như thế này là cho tới giờ phút này một vài tuần, chỉ còn có đúng 2 tuần nữa, bữa nay là thứ ba rồi, đúng 2 tuần nữa là bỏ phiếu. Những người nào mà quyết định là bỏ cho Trump thì còn người ta cũng quyết định rồi, người nào biết quyết định là không bỏ cho Donald Trump người ta cũng đã quyết định rồi. Cho nên cái chuyện là Elon Musk tung tiền ra như vậy thì hỏi bao nhiêu người sẽ tham gia cái cuộc chơi. Yes, sẽ có một số người tham gia cuộc chơi, mà nếu mà tham gia cuộc chơi như vậy là những cái người mà đa số đó là họ cho dù không có 47 đồng, cho dù không có cái giải thưởng 1 triệu đi nữa là người ta cũng đã quyết định người ta bỏ phiếu cho Donald Trump rồi. Còn những người mà không có muốn dính dáng gì tới Elon Musk, không muốn dính dáng gì tới Donald Trump thì người ta có muốn đi vào cái cuộc chơi đó hay không? Là tại vì đâu phải
khi mà vào đó thì nó đưa ra đủ cái thứ, những cái form nó bảo là phải điền cái này, điền cái nọ, điền cái kia, rồi phải đưa cái con đưa, đưa, đưa cái số social security để mà khai thuế, vân vân và vân vân. Liệu những người mà người ta nhìn ra sự việc mà người ta nhất định không bỏ phiếu cho Donald Trump, thì người ta có đi qua tất cả những cái hassle, những cái phiền toái đó để mà người ta làm cái chuyện đó hay không? Chúng ta không có một cái cuộc thăm dò nào chính thức hết, thành ra không biết. Nhưng mà tôi có thể nói rằng những cái vận động theo cái kiểu của Elon Musk đó là những cái vận động rẻ tiền, không biết là lấy được bao nhiêu phiếu. Tôi không tin là nhiều. Sẽ mất tiền, mà mất tiền cho những người đã ủng hộ Donald Trump rồi, còn lấy được thêm số phiếu của những người khác. I don't know, tôi không biết. Nhưng mà so với những cái cách mà vận động khác, như là bà Kamala Harris, bà đưa ra những cái quảng cáo, và những cái quảng cáo đó nó lấy những cái lời từ miệng của Donald Trump, những cái lời như là đây là enemy within, kẻ thù bên trong, tôi sẽ dùng quân đội để tôi trị mấy người này, vân vân và vân vân đó. Cái đó nó lại có một cái tác dụng khác, nó có tác dụng mạnh hơn nhiều. Cho nên để mà trả lời, gọi là tóm tắt những cái vấn đề mà anh Hoàng Bách đặt ra đó, thì tôi tin rằng cái chuyện của Elon Musk làm kết quả thực sự thì không biết ra sao, nhưng mà ngay bây giờ tôi tin là bộ tư pháp của liên bang và những bộ tư pháp của các tiểu bang cũng đang nhìn vào đó, là tại vì cái hành động nó rất là trân tráo, rất là lộ liễu, là nó muốn lũng đoạn bầu cử thôi. Trở lại. Anh Duyên nêu lên cái vấn đề này nó trùng hợp với những cái nhận định của giáo sư Rick Hansen. Ông này là giáo sư đã ở Đại học CLA, cũng là nhà phân tích cuộc bầu cử ABC News. Thì ông gọi như thế này, ông Elon Musk ông đang làm cái điều này đó là hành vi bất hợp pháp. Theo luật liên bang và quy định đó, thì bất kỳ cá nhân nào trả tiền hay đề nghị trả tiền cho một ứng cử viên để người này đi bỏ phiếu hoặc là ghi danh bỏ phiếu bị phạt là 10.000 đô la và 5 năm tù, thậm chí còn cả và bị cả hai này hình phạt nữa. Thì Elon Musk coi như là đã vi phạm điều này. Nhưng mà ông Shapiro trước đây là ông là bộ trưởng bộ tư pháp ở tiểu bang Pennsylvania và bây giờ ông là thống đốc, thì ông đây là đề nghị để tiến hành về cái vấn đề này. Bây giờ thì hỏi một vấn đề sâu hơn về Elon Musk. Thưa anh, Elon Musk là một nhà tỷ phú giàu nhất thế giới rồi, nhưng mà tại sao ông đi hỗ trợ Donald Trump? Đây là có những cái mưu đồ, chứ còn nếu mà đa số những người mà tỷ phú đó thì họ có hỗ trợ cho dân chủ hoặc cộng hòa thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng mà Elon Musk cố tình để mà thực hiện cái điều này. Ví dụ như ông đó, tại sao mà họ ám sát ông Donald Trump mà bà Harris và ông Biden đó, là không ai nghĩ tới cái chuyện này chẳng hạn, rồi sau đó ông rút xuống. Thì tất cả những cái điều này cho thấy là Elon Musk cũng là một cái tên gọi là, dĩ nhiên là ông có tài, cho nên ông là cũng là một cái tên rất là bất thường, cũng giống như Donald Trump, tức là cái tôi quá lớn, nghĩ rằng là tài nhất trong thiên hạ. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Nếu mà nhìn cái con người của Elon Musk á, thì phải nói điều này. Về mặt như là một doanh gia đó, thì Elon Musk là một trong những cái doanh gia xuất chúng của Mỹ. Nói về cái người phát minh thì đây cũng là một trong những cái người Mỹ xuất chúng trong cái mặt phát minh. Nhưng mà giỏi về kinh doanh, giỏi về phát minh, nhưng mà lại đi vào một cái lĩnh vực, mà cái lĩnh vực đó hình như là không phải là chuyên nghiệp của Elon Musk. Cho nên Elon Musk tương đối vào cái mặt chính trị và vào mặt con người xã hội đó, nó show ra cái khuyết điểm, nó không, nếu không muốn nói là nó điên điên, nó tưởng tưởng nữa. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, một người mà là với là một người rất là giàu, một doanh nhân rất là giàu, một nhà phát minh rất nhiều cái sản phẩm là rất là tốt, vậy mà đi đứng lên là làm chính trị, mà mỗi một lần Elon Musk mà lên sân khấu đó, nó nhảy cà tửng lên, nó làm như như là một cái thằng điên. Thì hỏi rằng đi làm chính trị
mà show cho người ta thấy nó hiển lộ ra một cái hình ảnh như là không có serious, không có nghiêm túc. Và cái chuyện mà Donald mà Elon Musk mà bây giờ đưa qua mà đội Donald Trump lên đầu đó cũng chỉ mới xảy ra đây thôi. Chúng ta nên nhớ là cách đây không lâu là chính Elon Musk này là cái người mà ủng hộ DeSantis để mà chống lại Donald Trump. Và vì DeSantis thua cho nên Elon Musk mới nhào qua Donald Trump, cho nên đây là một cái tay về mặt chính trị mà nói. Đây chỉ là một cái tay opportunist, mà một cái thằng nó stupid, nó không có nghiêm túc. Yes, phải nói như tôi nói lúc nãy, một doanh gia rất là thành công, rất là ngon lành, một nhà phát minh rất là đáng nể, nhưng đi vào chính trị cho thấy rằng là Elon Musk đang, mình gọi là mang lộn giáp đó, đi đi vào cái lĩnh vực mà nó không phải là chuyên môn. Đây là cái nguy hiểm mà. Cái nguy hiểm là Elon Musk sở dĩ mà tung tiền ra bây giờ là đằng sau, tại vì chúng ta nên nhớ là Elon Musk là một cái tay mà cả gia đình sống ở Nam Phi. Nam Phi là một cái quốc gia mà về kỳ thị, cái chính sách apartheid đó là ở Nam Phi mà ra, là da trắng và da đen ở Nam Phi kỳ thị một cách trắng trợn luôn. Thành ra trong đầu của Elon Musk khi mà nó lớn lên đó, có thể nó đã nhìn thấy rằng là nó là thượng đẳng, da đen là chả ăn thua gì với nó đó. Và tới chừng nó lớn lên, nó đi qua Canada, rồi từ Canada nó đi qua Mỹ, nó luôn luôn nó mang trong cái đầu óc kỳ thị đó. Nhưng mà cái đầu óc kỳ thị đó nó chưa có cái cơ hội để mà nó phát tác. Tới chừng nó thành công về về doanh nghiệp, thành công về mặt khoa học đó, là nó bắt đầu nó cầm trong tay hàng trăm tỷ, thì cái đó bây giờ nó phát tác. Và khi nó phát tác đó, nó đụng gặp nhầm một cái thằng điên điên, hai thằng điên nó gặp nhau, cho nên cái bài giao hưởng điên nó mới bung ra mà, nó và Donald Trump. Và nó trong cái đầu của cái thằng Elon Musk đó, nó nghĩ là trước đây nó có thể là bất kỳ một đứa nào mà thỏa mãn được cái điên và cái cực đoan của nó thì nó ủng hộ thôi. Nó ủng hộ DeSantis, mà nó không ngờ là DeSantis không có lên, thì bây giờ nó qua nó ủng hộ Donald Trump. Và với cái giàu sụ của nó mà nó bợ đỡ Donald Trump như thế này, thì ngày hôm qua, không phải ngày hôm qua, ngày chủ nhật khi mà ông thống đốc của California là ông Gavin Newsom phỏng vấn với cái bà Jen Psaki ở trên TV đó, thì ông nói gì? Ông nói có những điều mà ông nói là tôi mà tôi biết Elon Musk, tôi biết nó từ 20 năm, 25 năm trước rồi. Nhưng mà từ 2 năm trở lại đây, đây là một cái Elon Musk khác hẳn mà tôi chưa từng biết nữa. Và những điều mà Elon Musk làm đó, mà chúng ta thấy đó, nó không chừng nó ẩn giấu những cái gì mà nó còn nguy hiểm hơn nữa. Và Gavin Newsom đưa cái hình ảnh một cái oligarchy. Oligarchy là một cái tập đoàn tài phiệt đó, như bên 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 Nga đó là Putin chẳng hạn. Putin khi mà lên cầm quyền là những cái tay nhà giàu mà đi ngược lại cái suy nghĩ của Putin là Putin diệt hết. Rồi những cái tay mà giàu mà phò Putin thì lập thành ra một cái tập đoàn tài phiệt, đó là một cái oligarchy. Thì bây giờ cái chữ oligarchy khi mà Gavin Newsom xài cho nước Mỹ đó, thì nó cũng tương tự là cái nguy hiểm là nếu mà giả sử Donald Trump mà quay trở lại phòng bầu dục lần thứ hai, thì chắc chắn là Elon Musk sẽ lao vào. Và Elon Musk mà lao vào đó thì những cái tay tỷ phú mà cùng phía với Elon Musk nó sẽ đứng chung quanh, và lúc đó những cái biện pháp mà gọi là tự do kinh doanh này nọ của Mỹ là coi như dẹp qua một bên. Những tay tỷ phú nào mà cùng phía với Donald Trump, cùng phía với Elon Musk thì làm ăn rất là dễ dàng. Còn ngoài ra những cái tay tỷ phú khác có thể là sẽ bị trả thù. Nó cũng thành ra ngày hôm chủ nhật đó, Gavin Newsom cảnh báo về một cái oligarchy, một tập đoàn tài phiệt nếu mà Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc. Và chúng ta nhìn thấy cái sự hình thành của những cái chế độ độc tài gần đây đó, thì cái lời ông Gavin Newsom nói
chúng ta nghĩ là ô nói xa quá chắc không có đâu, nhưng mà nó có một cái dấu hiệu là nếu mà thực sự Donald Trump mà quay trở lại và với sự ủng hộ của những đứa điên điên như là Elon Musk, cái điều đó nó sẽ xảy ra. Quay trở lại với anh. Cái điều anh Diêm lên nêu lên đó nó có thể thành hiện thực chứ không phải không đâu thưa quý vị. Ông Putin đã hình thành cái oligarch đó có khoảng, nghĩa là cái dân số của Nga và cái tài sản tập trung trong khoảng 200 người thôi, mà 200 người, những người nào mà không thích mà chống lại ông đó là ông triệt hạ dưới hình thức này hoặc hình thức kia. Thì bây giờ trở lại Donald Trump thì thưa anh, Donald Trump đó là ông đã từng nói nè, tôi chỉ làm độc tài một ngày thôi. Và tại sao ông là bà Kamala Harris chỉ trích ông là ông rất là hèn nhát, ông chỉ quỳ lụy dưới những cái tay độc tài như là Putin, như là Viktor Orbán, như Tập Cận Bình thôi, mà không có bao giờ quỳ lụy dưới những cái người của lãnh đạo đồng minh của mình, không bao giờ khen hết, chỉ là chê không. Thì thưa anh, qua các sự kiện này người ta cho rằng cái điều mà ông nêu xong nghĩ đó có thể thành hiện thực, bởi vì dùng tài chánh để lũng đoạn, để thao túng, mà cái âm mưu hay là cái mưu đồ của Elon Musk đó, là bây giờ có nhiều tài chánh quá muốn lũng đoạn hay là muốn định hình lại cái nước Mỹ và thế giới đi theo cái hướng của mình. Thì do đó mà chúng ta thấy Elon Musk đó, mới bỏ tiền vô, mà còn bỏ tiền đó thì mình cũng thấy là ông mà được sự hứa hẹn của Trump đó, là nếu ông Trump thắng cử ông sẽ làm một cái chức bộ trưởng trong nội các của ông Trump. Và bộ trưởng bây giờ đó thì về công nghệ thì có thể nói là Elon Musk là vua về công nghệ thế giới rồi, về các cái loại sản phẩm đi lên mặt trăng hay là quả tinh rồi đó, thì ông đang có tiến hành đó. Thì từ đó ông thao túng luôn trên cái chính trường Mỹ về mặt công nghệ, ông uốn nắn cái nước Mỹ này theo cái dạng mà đi với Trump. Đó là cái điều rất là nguy hiểm cho ông Trump đó. Bây giờ trở lại thì chúng ta thấy là trong cái sự thăm dò mới nhất ngày hôm qua mà Washington Post cũng như là Sky School đó đưa ra ngày hôm qua, tức là ngày 21 đó, thì cho biết mặc dù chúng ta không tin vào thăm dò hoàn toàn, nhưng mà trong bốn bảy cái tiểu bang chiến trường đó thì trong cái thăm dò này họ nói là bà Kamala Harris đã dẫn trước bốn tiểu bang chiến trường, đó là Georgia, thì Georgia có 16 phiếu, Michigan cũng 16 phiếu, Pennsylvania là 19 phiếu và Wisconsin là 10, 12 phiếu. Chúng tôi cộng lại đó thì chúng tôi thấy là có 59 phiếu rồi. Mà bảy tiểu bang chiến trường có tất cả là 95 đại cử tri đoàn. Mà nếu người ta nói ai mà chiếm được cái đa số trong cái trong cử tri của bảy tiểu bang chiến trường này, người đó sẽ cầm chìa khóa vào tòa bạch ốc. Thì nếu mà Washington Post mà thăm dò mà đúng đó thì hiện tại chúng ta thấy bà Kamala Harris có 59 trên 95, tức là bà cầm chắc cái lá phiếu. Không biết, trong khi đó thì nói như vậy thì cũng nói thêm là hai cái tiểu bang mà ông Trump hơn bà Kamala Harris là Arizona và North Carolina. Còn cái tiểu bang mà 48-48 đó là tiểu bang Nevada, tức là hai bên bằng nhau. Anh Diên cho nhận định, mặc dù chúng ta không có tin tuyệt đối vào cái sự thăm dò, nhưng mà ít ra nếu mà quả thiệt cái đi sự thăm dò bốn tiểu bang này thì bà Kamala Harris có thể cầm cái chìa khóa đi vào tòa bạch ốc, phải không thưa anh? Dĩ nhiên nếu mà nói thuần về con số thì giống như Hoàng Bách thì nó rõ rồi và nó tương đối là dễ, nhưng mà cái cuộc đời nó không phải là những con số như vậy, cho nên dựa cái lời của anh Bách nói rằng anh em chúng tôi không có tin lắm vào cái thăm dò đó, chính vì vậy mà cái lời nhắn này nó mới là hiệu nghiệm nè, là những cái cộng đồng Việt Nam ở những tiểu bang mà anh Bách vừa nói đó không phải là những cộng đồng lớn, có những cộng đồng có chừng 2-3 ngàn người thôi, nhưng mà đây là cái vấn đề nào là những nơi đó những người Việt nghe nghe cái chương trình Người Việt Channel của Hoàng Bách, nghe đầu gần cuối bãi của tôi và nghe những cái diễn đàn mà tôi đóng góp đông lắm. Trong từ lúc mà vừa mở các tiểu bang mở ra bầu cử sớm đó thì tôi nhận được những cái text, những cái câu hỏi là đi bầu như thế nào,
cái câu này nó trên lá phiếu nó có nghĩa gì mà nó đi từ đâu? Tôi nhận được từ bên phía bên Georgia, những cộng đồng Việt Nam ở Atlanta, rồi Việt Nam ở bên Arizona, trong đó cũng có một những người mà ký số phone là 602, hoặc là những người mà số phone là 480 nằm ở bên Arizona đó, là cũng gửi và hỏi tôi, cho nó cho thấy rằng cộng đồng Việt Nam bây giờ nghe người Việt Chano rất đông, nghe đầu gần cuối bãi rất đông và quan tâm vào cái cuộc bầu cử rất đông, và nhờ những cái cộng đồng nhỏ nhỏ, tôi không biết mấy cộng đồng khác là ra như thế nào, nhưng mà riêng cộng đồng Việt Nam chỉ cần 3.000 người, 5.000 người mà chúng ta hiểu ra được vấn đề, chúng ta nghiêng về cái lẽ phải, chúng ta nghiêng về ánh sáng, là chúng ta tiếp cái scale, chúng ta nghiêng cái cân thôi à. Cho nên thăm dò, nghe phân tích thì vui buồn nó cũng tùy theo cái thăm dò, không quan trọng bằng cái niềm vui là cái ý thức của cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta bây giờ đó, cái ý thức về chính trị, ý thức về lá phiếu, cái ý thức về bảo vệ bản hiến pháp, bảo vệ cái nền dân chủ, bảo vệ the rule of law, cái bảo vệ cái sự cái việc mà gọi là pháp trị đó, thượng tôn luật pháp đó, bây giờ nó tương đối rất là cao. Và khi mà nói tới những người trong gia đình của người Việt Chano, những người trong gia đình của đầu gần cuối bãi đó, thì ngoài cái sự hiểu biết, cái thói quen, cái quen của chúng ta là khi phân tích một sự việc, phân tích cho nó tới tận nguồn tận gốc đó, càng lúc nó càng phổ biến, và nhờ cái sự phổ biến đó, tôi tin rằng là ánh sáng sẽ chiến thắng. Và cái điều đó nó rất là rõ, giống như hồi nãy tôi đã chia sẻ đó, những cái tay mà hoạt đầu cỡ Hoàng Đức Nhã, cỡ Nguyễn Văn Khanh, cỡ Nguyễn Lương, cỡ Nguyễn Xuân Nghĩa bây giờ không có cửa ở trong cộng đồng Việt Nam nữa. Bây giờ vừa ngoác mồm ra là bị dập liền tức khắc. Không phải là vì người ta ghét cái người đó, nhưng mà người ta ghét những cái lối nói chuyện mà nó lưu manh, nó đốn mạt. Những cái con người mà sẵn sàng thổi cái hỏa mù vào trong cái đầu óc của cái cộng đồng chúng ta để mà đem lại những cái lợi ích chính trị, mà cũng không phải lợi ích chính trị gì cho họ, tôi không biết họ được cái lợi ích gì nữa, nhưng mà những cái lưu manh đó, những cái đốn mạt đó. Cho nên ngay bây giờ mà nói thẳng đi ra mà ngồi trên một cái bàn mà nói chuyện đó, thì như là Nguyễn Văn Khanh và Hoàng Đức Nhã hay là Nguyễn Xuân Nghĩa đó không có cửa để mà lý luận với những cái người mà như là của cộng đồng của người Việt Chano hay là đầu gần cuối bãi. Cái chuyện đó nó rõ lắm thưa anh. Cho nên thăm dò thì cứ là thăm dò, cái ý thức và cái quyết tâm của từng người Việt Nam, từng lá phiếu, cái đó là sức mạnh thôi. Quay trở lại. À, chúng tôi cũng đồng ý với luật sư Duyên đó, là bà Kamala Harris dù có thăm dò cao nhưng mà bà nói bà ở dưới kèo chứ bà không có trên, cho nên bằng nỗ lực. À, thưa anh và thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua thì chúng ta biết là cái sự bên dân chủ đó họ tung ra, họ vận động rất là tích cực, từ cựu tổng thống Bill Clinton, cựu tổng thống Obama, bà Michelle Obama, và mới đây thì bà Liz Cheney cũng đã đi nhiều lần với bà Kamala Harris và cũng đi vận động chung với nhau, và nhiều kể cả Adam Kinzinger và nhiều nhân vật bên Cộng hòa nữa. Thì anh thấy dưới cái nhìn của anh về cái thuận lợi là càng ngày người ta đã nhận diện ra ông Donald Trump rất là nguy hiểm cho cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, mà người nói đó không phải là bên dân chủ, người nói đó là ông Dick Cheney. Ông nói chúng tôi không đồng ý hoàn toàn với bà Harris, nhưng mà cái lá phiếu năm nay đi bỏ phiếu là bỏ là người yêu nước, không có lằn ranh đảng phái, bởi vì Donald Trump sẽ phá hỏng cái nền dân chủ của Hoa Kỳ và phá hoại cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Anh nghĩ sao về cái sự nhập cuộc của nhiều người dân chủ cả Cộng hòa, họ lên tiếng và họ sợ là Trump sẽ biến nước Mỹ thành một độc tài, đây là sự bỏ phiếu là độc tài hay dân chủ? Mời anh. Về con số trước, chúng ta biết là dân chủ và cộng hòa sàn sàn 50-50, và cho tới giờ phút này chúng ta chỉ nghe một cái mảng nào đó của cộng hòa, mặc dù ở bên phía cộng hòa họ không phải là đa số, nhưng mà cái mảng đó họ lên tiếng, họ nói là Donald Trump là nguy hiểm cho cái nền dân chủ, nguy hiểm cho bản hiến pháp, chúng ta biết rất là rõ như vậy. Thì cái mảng đó bây giờ mà họ nhập qua bên cho bà Kamala Harris thì chúng ta thấy cái niềm tin của chúng ta là
bây giờ đã có nhiều một có một số người đối với bên phía Đảng Cộng Hòa đó, bây giờ có thể là 80%, 70% vẫn còn 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 đội thằng Trump lên đầu, nhưng mà chúng ta chỉ cần 10%, 20% đó của những người Cộng Hòa họ quay qua và họ nhìn thấy tổ quốc nó lớn hơn cái đảng và họ bỏ phiếu cho Kamala Harris, hoặc là họ chỉ cần nằm nhà thôi đó, là chúng ta thấy cái có một cái niềm tin là dân chủ, cái nền dân chủ của chúng ta sẽ chiến thắng, cái bản hiến pháp của chúng ta sẽ chiến thắng, nó rõ lắm là. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy là như vậy, còn một lần nữa từ đây cho tới 5 tháng 11, những cái số người nào mà thực sự nghe nói là tôi đi bầu, nghe nói là tới ngày đi bầu một cái, cho dù bầu sớm hay là bầu đúng ngày đi nữa, mà họ tràn ra phe nào mà tràn ra nhiều thì lúc đó chúng ta mới mới có cái kết quả chắc chắn. Nhưng mà dựa trên những cái dấu hiệu, những cái phân tích về những cái thời cuộc về chính trị và về cái cuộc bầu cử đó, tôi có lý do để mà tôi tin rằng là lần này hiến pháp của Hoa Kỳ, nền dân chủ Mỹ sẽ chiến thắng, và sau khi mà chiến thắng rồi mà loại ra được cái con heo nọc đó, mà loại nó ra khỏi cái cuộc chơi chính trị, tôi cũng mong rằng một đảng Cộng Hòa sẽ phục hồi với những cái con người họ sẽ không đồng ý với đảng Dân Chủ, hai đảng sẽ không đồng ý với nhau, nhưng mà toàn là những người nghiêm túc, những người serious, chứ không phải là những cái thằng tưởng tưởng cái thằng đực diện giống như cái thằng Trump điện giật này, hay là những cái thằng như Elon Musk mà nó lên sân khấu nó nhảy lung tung như vậy. No. Tôi mong mỏi, tôi nhìn thấy là tôi mong mỏi nhìn thấy một cái đảng Cộng Hòa, cái đảng Cộng Hòa của cái thời Abraham Lincoln, của cái thời Eisenhower, những cái đảng Cộng Hòa mà họ nói rằng là chúng ta, cái nỗ lực của chúng ta là xây dựng một cái nước Mỹ mà hùng cường nhất trên thế giới, mặc dù là chúng ta khác với cái đảng Dân Chủ, nhưng mà chúng ta là một cái đảng serious, một cái đảng chính trị đàng hoàng, chứ không phải là một cái đảng chính trị mà trong đó có những cái đứa lôm côm nổi cái cộng đồng Việt Nam, mà nhìn những cái thằng lôm côm như là cái thằng Hoàng Đức Giả hay Nguyễn Văn Khanh hay Nguyễn Xuân Nghĩa hay Nguyễn Lương, là chúng ta thấy là nó xong rồi. Cho nên tôi vẫn tin rằng tháng 11 này nó là một cái lần tính sổ, một cái lần tính sổ đó là một cái mảng nào đó bên đảng Cộng Hòa tuy là nhỏ sẽ góp sức với cái mảng ở bên đảng Dân Chủ để gây dựng lại, để hồi sinh lại cái linh hồn của nước Mỹ, giống như là ông Tổng thống Biden ông nói đó, the soul of America, chúng ta khôi phục lại cái linh hồn của nước Mỹ thôi. Chính nghĩa sẽ thắng hôm tàn, thắng ra dân tàn. Thưa anh, đây là cái câu hỏi chót của anh. Trước đây đó thì một số người đi theo ông Trump viện lý do rằng ông Biden lúc làm thượng nghị sĩ đó đã bỏ Việt Nam, rồi sau đó họ nói là ô không không cho người Việt Nam vào nước Mỹ, nhưng mà cái cách đó là họ biện hộ, họ nói để mà binh vực hay là cho ông Trump mà thôi. Bây giờ chúng tôi muốn nói Ukraine. Quý vị là những người mà trước đây nói ô ông Biden lúc đó ông là chỉ thượng nghị sĩ, chỉ là 100% cái lá phiếu thôi, mà quý vị biết là ông Jimmy Carter là một cái tổng thống mà bảo lãnh nhận đưa ra cái đạo luật để giúp cho người vượt biên vượt biển. Quý vị là không nhớ, quý vị là cứ tấn công đảng Dân Chủ. Bây giờ trở lại, quý vị trong những ngày vừa qua thì ông Trump nói gì? Ông Trump sỉ vả nhục mạ ông Zelensky là tổng thống của Ukraine, mà đây là tổng thống đang chiến đấu, đang đổ xương máu người dân, họ đang lãnh đạo để đổ xương máu chống lại Nga là kẻ thù hùng mạnh, có nhiều vũ khí, có nhiều có tài nguyên mà tấn công lại Ukraine. Quý vị thấy cái điều này đó mà quý vị không có ai lên tiếng, không ai nói là ô ông Trump thế này thế kia. Ông Trump ông đã chê, ông chê ông Zelensky là người bán hàng giỏi nhất trên thế giới, và ông đổ lỗi cho ông Zelensky là chịu trách nhiệm vì Nga xâm lăng Ukraine. Anh lấy người ngộ không? Một người như vậy mà không ai lên án, không lên tiếng hay. Thì ngày hôm qua chúng ta biết là ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin, ông đã đi tới xe lửa, đi bằng xe lửa đột xuất đi tới bất ngờ thăm ông Zelensky và để trấn an cho ông Zelensky.
thì ông có nói rõ đó là Mỹ sẽ cung cấp những cái điều gì mà Ukraine rất là cần thiết. Bởi vì Ukraine là đồng minh của Hoa Kỳ, mà bây giờ ông Trump ông đâm sau lưng, tức là ông nói lên cái điều này, ông lên ông sẽ bỏ hay là tại sao không nhường đất lại cho Nga, những cái điều mà coi như là không toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thì bây giờ Tổng thống Joe Biden hay chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quý vị thấy rõ là hỗ trợ đồng minh, không đâm sau lưng chiến sĩ, không đâm sau lưng đồng minh. Và trong cái dịp này thì ông có nói viện trợ, và ông viện trợ thêm cho Ukraine á, là 400 triệu. Nhưng mà ông Trump cũng nói sai, ông Trump ông nói là Mỹ đã viện trợ cho Ukraine là 300 triệu và NATO không viện trợ gì cả, hoàn toàn nó hoàn toàn sai. Mỹ đã viện trợ cho Ukraine là đúng đó, là 58 tỷ đô la, và ở Tây phương là năm có nước NATO là 51 tỷ. Đó là cái lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ở ngay ở Kiev, thưa anh và thưa quý thính giả. Thì ông có nói như thế này, ông trách nhưng mà ông không neo tay ông Donald Trump. Chẳng nghĩa là đồng minh của chúng ta đang chiến đấu với kẻ thù, đang nỗ lực vận động tất cả những cái năng lực để mà chống. Thì ông Zelensky ông cũng rất là thất vọng về những cái tin như là ông Trump. Ông nói là Ukraine sẵn sàng chiến đấu nếu mà đồng minh và không hỗ trợ, và Ukraine sẽ chiến đấu tới cùng, nếu cần Ukraine sẽ sản xuất vũ khí nguyên tử. Qua những cái điều này đó, một mặt thì ông Donald Trump hủy bán sĩ vả đâm sau lưng đồng minh của mình, một mặt thì tổng thống Joe Biden tìm cách an ủi để mà đồng minh cùng chiến đấu cùng với Hoa Kỳ. Xin anh phân tích và kết thúc chương trình. Cái mặt trận mà giữa Putin mà tấn công Ukraine á, phải nói cho rõ, không phải là chỉ riêng Ukraine thôi, mà nếu mà Ukraine mà sụp thì có nghĩa là Âu Châu sụp, mà Âu Châu sụp có nghĩa là nó liên quan tới cái vấn đề quyền lợi và an ninh của chính Hoa Kỳ. Cái điều đó nó rõ, cho nên mặc dù ông Zelensky nói, nhưng mà cái câu nói của Zelensky ông chỉ nói lên một sự thực thôi, đó là nếu mà đưa vũ khí cho bên phía bên Ukraine mà chiến đấu đó không phải là từ thiện, mà đó là một cái investment. Chúng ta cũng thấy rõ ràng qua bao nhiêu cuộc chiến tranh rồi, ngay bây giờ nè, tại sao mà Iran cứ lại phải đưa vũ khí qua cho những nhóm mà gọi là do Iran ủng hộ để mà chiến đấu, rồi tại sao Mỹ vẫn phải đưa vũ khí qua để mà cho Do Thái chiến đấu, cũng chỉ vì quyền lợi và an ninh của chính họ thôi. Vậy quay trở lại, nếu mà Putin mà thắng được ở Ukraine thì Putin không có ngừng ở Ukraine, nãy chúng ta đã nói rồi. Và chính vì cái điểm đó cho nên bằng mọi giá Putin rất là mong bơm để như thế nào để cho Donald Trump quay trở lại. Họ nói về cái tình hình chính trị của nước Mỹ đó, hỏi là những người trong đảng Cộng hòa biết cái chuyện đó không? Họ biết rất rõ, nhưng mà mỗi một lần mà đi ra ngoài mặt đó, họ phải nói theo cái giọng điệu của ông Trump, mà nói theo giọng điệu của ông Trump có nghĩa là họ phải tuyên truyền cho Nga, mà trong đó có những cái đứa nó điên cuồng mà không có thể mà xóa được đó, thì trong đó có Marjorie Greene, trong đó có những cái đứa mà gọi là nó chỉ nhắm mắt là Trump nói gì thì nó nghe như thế đó để mà nó kiếm phiếu, nó giữ cái quyền lực thôi. Chứ còn đa số những người Cộng hòa cứ mỗi một lần mà Donald Trump sắc động này nọ, tới chừng mà bỏ phiếu họ vẫn bỏ phiếu cho họ bỏ và vẫn bỏ phiếu để mà ủng hộ những cái gói viện trợ cho Ukraine. Tại vì như thế mà chúng ta cứ thấy hăm he là đóng cửa chính phủ, hăm he là đóng cửa chính phủ, rốt cuộc là những cái gói viện trợ cho Ukraine nó vẫn được thông qua, bởi vì đó là một cái nhu cầu sống còn cần thiết, chẳng những cho Ukraine mà còn cho cả nước Mỹ và cho cả thế giới nữa. Nên cái hiện tượng nó rõ là như vậy thôi. Cho nên ngay bây giờ thì ông Lloyd Austin ông đi qua ông trấn an Zelensky. Nhưng mà tôi nói nếu mà giả sử vào tháng 11 này mà Donald Trump lên làm tổng thống đó, thì cái việc đầu tiên của Donald Trump là bắt tay với Ukraine, bắt tay với lại Putin
Đây đây là cái từ miệng của Donald Trump đã từng nói nè, là nếu mà Donald Trump lên làm tổng thống đó thì Putin có thể do what the hell he wants ở bên Ukraine. Đó là từ miệng của Donald Trump mà. Cho nên cái lá phiếu của chúng ta vô cùng quan trọng. Là nếu mà giả sử Donald Trump mà quay lại cái tòa Bạch Ốc thì Donald Trump sẽ bán đứng cái quyền lợi của nước Mỹ, sẽ bán đứng Ukraine rồi mà sẽ bán đứng cái quyền lợi của nước Mỹ, là bởi vì ngay bây giờ chúng ta đã nhìn thấy rõ rồi. Hồi xưa mỗi một lần mà điều tra Nga đó thì Donald Trump cứ nói là hoax, tin đồn, tin đồn, tin đồn. Bây giờ nó lộ ra là trong lúc mà nước Mỹ và cả thế giới đang trải qua một cái cơn đại dịch mà hoang hoại như thế, thì cái thằng nô tài nó đóng những cái thùng, nó gửi những cái bộ xét nghiệm COVID qua cho giáo chủ của nó, rồi bây giờ nó chối. Bây nó nói là nó chối, mà bây giờ Putin gần như là xác nhận là cái chuyện đó là có, đừng có chối gì cả. Chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy. Cho nên hỏi rằng là cái câu mà tôi từng nói là Donald Trump chỉ là thằng nô tài hèn mặt của Putin, chui vào hãng Putin để mà làm trong cái hãng của Putin, điều đó tôi có nói sai không vậy? Hoàn toàn đúng 100%. Cho nên chính vì những lời nói đúng đó mà những cái người mà gọi là lời ra lời ông tiếng ve ra cái điều tấn công tôi mình là set the fox sắp hết hết, là tại vì khi tôi nói là tôi dựa trên những cái sự kiện mà những sự kiện đó nó chắc nịch, mà ngay cả bây giờ mà Vladimir Putin cũng nói rằng là phải công nhận Duyên nó nói đúng. Quay trở lại. À, qua sự trình bày của anh Duyên, chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và cũng mong quý vị hỗ trợ cho chương trình bằng quý vị subscribe, like và share chương trình Không Những Là Người Việt Channel mà đầu gầy cuối bãi. Bởi vì trong mùa bầu cử, tiếng nói này rất rất quan trọng, thưa quý vị. Tiếng nói mong quý vị chuyển tải những thông tin này trên những cái phương tiện mà quý vị có để cho gỡ nhiều người. Nó là bảo vệ cho nền dân chủ của Hoa Kỳ nói riêng và cả thế giới nói chung. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Mời anh Duyên. Xin chào.